Happy Easter. Để hôm nay bắt đầu mình chia trứng nha mọi người. Bây giờ mình làm 4 quả trứng cho 4 em nhỏ. Đó, bây giờ mọi người theo dõi nha. Em lấy 4 cái trứng gà xinh xắn nhất. Nghĩ sao có 4 cái trứng vậy? Anh không có phần hả? Nè, còn 2 trứng nè. Đây làm cho làm đó này làm cho mấy bé thôi. Làm cho mấy bé thôi, mình già rồi. Thôi. À, mình già rồi. Nè, kẹo nè. Trứng nè. Nhiều kẹo lắm anh ơi, lỗi phục sinh rồi á. Nói thì nhỏ được ăn kẹo, họ thích luôn. Nó có trứng cút nữa nè, mấy trứng cút dễ thương quá. Trời ơi, thấy mấy trứng không? Lễ phục sinh đó, người ta dán mấy cái bông hoa họa tiết lên mấy cái trứng đó mọi người. Đó, đẹp quá trời đẹp luôn vậy á. Giờ em chia qua nha. Mấy đứa nhỏ bây giờ xuống dưới đường chơi rồi. Giờ em trên đây em chia trứng. Rồi sau đó mấy đứa nhỏ lên đây bắt đầu đi tìm mấy quả trứng nha mọi người. Em chia trứng xong rồi cho mấy đứa nhỏ đi tìm mấy quả trứng. Đây là một trò chơi cũng rất vui dành cho mấy bé. Cho mấy bé vận động cơ thể. Đó, trứng này đó. Rồi có... Đây có một văn hóa truyền thống trong lễ phục sinh. Dạ, năm nào cũng vậy mọi người ơi. Họ chưa tới lễ phục sinh là mấy đứa nhỏ nó nhắc rồi đó. Đó, bây giờ em chia bánh kẹo ra đều nha. Đó, trứng nè. Cái này giống như trứng hộp dụng bạch thảo gì trời. Rồi, trứng sau khi chia kẹo, chia trứng đều. Bắt đầu em cho mỗi đứa 20 nha mọi người. 20 nè, đây là tờ 20 đồng của Thị Điển. Là khoảng 50.000 từ Việt Nam mình nha. Cũng mua được một bịch kẹo hoặc là một cây kem nha mọi người. Cho nó lại mấy trong đồ đi. Cho mấy bé vui. Đầu tiên đâu mà em cho nhiều tiền. Nếu vậy chơi mọi người ơi, mấy đứa nhỏ nó chỉ cần 20 nó cũng vui rồi. Rồi bây giờ sau khi em chia xong rồi em đóng lại nha. Đây đây đó. Công nhận mấy quả trứng nhìn đẹp mắt ghê vậy. Trứng nào cũng có con gà hết trơn. Trứng là sự tượng trưng cho sinh sôi nảy nở nha mọi người. Mọi người nhìn nè, tuy rằng quả trứng mọi người nhìn bề ngoài giống như đang ngủ thôi, nhưng mà bên trong là có một cái sự bắt đầu cuộc sống mới nha mọi người. Rồi đây bốn quả trứng rồi, bây giờ bắt đầu mọi người để xong rồi phải không? Dạ, mọi người cùng em đi giấu mấy cái quả trứng này nha. Nếu mà xách bốn quả trứng không đủ bỏ cái vỏ luôn cho dễ xách. Đây em giống như là cái bằng giống như bà gì đứng đó, bà phù thủy nha. Đi bán trứng hả? Cái này bà phù thủy hiền nha, đi chơi trứng cho mấy đứa nhỏ nha. Rồi chứ rồi giấu ở đâu đi theo luôn. Rồi. Để lát con mấy nhỏ kiếm được không ha? Rồi mọi người cùng theo chân em đi giấu trứng. Một bé chỉ được kiếm một cái trứng thôi ha. Để em mở đây. Rồi bây giờ giấu trứng nha, đây giấu trứng vô thành viên mới. Giấu trứng này tôi lên đây. Rồi, che lại. Ông quỷ này ông ngồi này sướng quá ta. Ngồi phè chân phè cẳng sướng quá ha. Để giấu để thấy rồi, phải giấu rồi không mới thấy chứ. Bỏ cái gập táp của nó kìa. Gập táp có cái nhầm khi không thấy mới ghê nha mọi người. Tôi nói sao, chỗ khó tìm nhất là chỗ dễ tìm nhất nha. Rồi bà nó hỏi chút cũng hiểu luôn. Rồi giấu đâu nữa? Rồi chó vào phòng ngủ luôn hả? Đó, cả nhà xem tôi nó ngủ đây nè. Bốn cái giường tầng, bốn đứa. Sấm sấm bây giờ ngủ ở đây. Cái giường bé bị xuống nó dẹp rồi. Bảo Nhi ngủ trên đây. Còn Siêu Liên ngủ dưới đây. Ở trên đây cái giường của Gia Thành nó làm gãy rồi, phải sửa lại. Giờ hiện tại nó đang bắt nó ngủ dưới đất này cả nhà. Ngủ giống Việt Nam ngủ dưới đất kia thôi chứ sao giờ. Hy vọng sang năm mới tụi em có nhà mới nha. Để cho mấy đứa nhỏ mỗi đứa được một phòng, cho được riêng tư, cảnh thơ, thoải mái. Rồi ở đây mình nghỉ đây. Rồi, từ nãy rồi kìa. Đó, thời tiết bắt đầu đẹp lại cả nhà ha. Trời sáng sủa rồi, hôm nay bà này vẫn cầm đi ra đường luôn hả? Không thể lạnh luôn hả? Lạnh teo luôn bây giờ. Không có lạnh nhiều. Đó, thấy mấy đứa nhỏ không? Nó
Ở đây có sân chơi nè, khu chung cư này có nhiều sân chơi lắm cả nhà. Rồi mấy con mẫu phù thủy đâu, về nhà kiếm trứng kìa. Thấy Xăm Xăm rồi, Xăm Xăm cũng làm đây để má mà cột lại cho con ha. Con làm bà đi ha, cô bé đi kiếm trứng. Ừ, giống bà già quá, bà già nhí. Ôi mấy bà phù thủy này nguy hiểm quá. Anh đi uống đá. Mấy phù thủy này tới giờ rồi, tới giờ hello đại gia đình. Rồi đẹp luôn. Cái này kêu là đẹp thì cái kêu là xấu đâu, phải kêu là xấu giống phù thủy luôn. Đi kiếm trứng rồi nha má, mà hồi nãy mà đi gì đi giấu mấy cái trứng rồi, giờ tụi con đi kiếm trứng nha. Giờ Xăm Xăm đi kiếm trứng rồi, kiếm coi Xăm Xăm đi. Rồi mấy đứa làm đi kiếm đi. Ôi kiếm cái trứng hại đâu, gì nhanh quá vậy trời. Rồi Xăm Xăm với chị Ké kiếm được rồi, đến Gia Thành với mùa mũi đây. Gia Thành mùa mũi Xăm Xăm bảo Nhi với ra ngoài phòng khách ngồi để cho chị bé người kiếm một cái trứng thì ra. Không có được con, mỗi người kiếm một cái trứng thôi. Khi nào chị bé còn có cần con giúp thì con giúp cô bé. Trời ơi, nó kiếm mấy trứng kiếm bảy nhà luôn quá trời. Trong camera đã obsolete giả rồi, đã chỉ camera trong đây đã chỉ rồi, nhưng mà ông này chưa kiếm ra được nữa. Nóng yeah. Từ từ rồi cắm tới đi, có cái trứng của mỗi đứa có cái gì cho chậm. Rồi con cầm mắt mà cầm cái gói cho. Rồi. Rồi, nhớ đầu mở ra. 1 2 3. Wow, cái trứng. Ôi trời, tao mở cái giấy kẹo lên. 20 đồng. Nè, cái này nè, cái trứng này ngon nè. Sám à, thế tôi liệt. Ăn vui không Sám? Rồi, truyền thống kiếm trứng của mấy bé đã xong ha. Rồi, dễ trứng nha, xong xong à. Muốn vẽ, muốn suy nghĩ, kêu bản điện ta. Ba ta xây là kêu bẩn về khám phá hả? Thì suy nghĩ cái gì vẽ cái đó, ý tưởng gì? Ý tưởng đúng không? Thì theo kiến thức của tụi con, năm trước tụi con vẽ cũng giỏi lắm nha. Giờ năm tới Xăm Xăm nhỏ tuổi cũng vẽ, giờ cũng vẽ cũng đẹp lắm đó nha. Nếu đại gia đình có thời gian thì ghé xem video năm trước của tụi em nha. Từ từ. Đó, nhà em như là nhà trẻ đó mọi người ơi. Nhà nào cũng làm xôm nhớp vậy, nhưng mà vui. Vui quá trời vui luôn. Vui quá trời vui luôn. Rồi. Vẽ đi, ai thích vẽ cái gì vẽ. Hôm nay là lễ phục sinh. Là con gà, em sẽ vẽ con gà. Thôi hôm nay lễ phục sinh là con gà, em sẽ vẽ con vịt. Cảm ơn. Vẽ con gà giống mà không?
chích 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 chích. Con màu gì? Con cho con thỏ tao màu cam đi ha. Màu cam là tượng trưng cho sức mạnh nè. Hai cái lỗ tai màu cam nha. Đó con tao con. Đó con cho màu hai cái tai nè. Đó cho bà thấy nè. Bà con tao màu đi, con tao màu đi. Tao màu cái đúng rồi, giỏi quá. Đó tao màu hai cái tai cho con thỏ nha. Giỏi không? Dễ thương quá. Rồi chúc tô màu cái chân con thỏ, cái tay cho con thỏ nha. Giờ má mà tô màu cho con gà nha. Bây giờ má mà vẽ gà con rồi. Bây giờ má mà vẽ con gà trống nha. Nè gà con của em nè. Cái thờ này là thờ học mẫu giáo nha mọi người. Đó một trời ơi, gầy 16 bắp chứ trời. Trời ơi, biết vẽ vậy là may phước lắm rồi nha. Xin lỗi tôi không phải là họa sĩ nha. Gà con này là gà con của mấy đứa nhỏ. Nếu tôi là họa sĩ tôi đâu có ngồi đây vẽ trứng hả? Gà con á, nghĩ là vẽ có mắt, có mũi, có tay, có chân là được nha mọi người. Gà con này cánh nhỏ nhưng chưa biết bay nha. Rồi bây giờ má mà vẽ con gà trống. Con canin hả? Con thỏ hả? Dạ. Mà lần này á cái nhà là mình không có dùng mấy cái màu với viết lông nữa, mình dùng mấy cái viết này cho nó tiện lợi hơn. Vẽ cho biết là vui thôi. Ôi thấy con gái tôi mua lại tô màu đi, giỏi chưa Đức chị, giỏi quá xanh xám ơi. Nóp làm họa sĩ kiếm tiền về nuôi bà bá nha. Hey. Con này bà này vẽ mấy con chiếc lĩnh luôn. Má mà vẽ con gà trống. Nãy vẽ gà con rồi bây giờ vẽ gà trống mọi người ơi. Gà trống thì cái chân dài hơn gà con. Bây giờ gà trống mọi người, tôi còn thiếu gì nữa không mọi người? Cái tô màu lên nó mới đẹp. Đâu thiếu gì nữa hả? Không thiếu gì nữa là bắt đầu. Tô màu nè, vẽ xong rồi cho sắm sắm tô màu nha. Rồi, cả nhà vẽ được tới đâu rồi? Đó, đây là thành quả nè, của gia thành là cái nào? Dạ, đưa cho chú Cường qua bên đây đứng nè. Thôi, khẽ thở không biết em nào của em nào để coi thành quả được rồi. Ồ, màu nhiều quá ta. Đây là con gà trống. Con gà trống mà là dễ có đẻ trứng nó mới ghê với mọi người. Có đẻ trứng hả? Không, con gà trống là đang bảo vệ con. Chứ mà đẻ trứng. Thế đẻ cục trứng xuống kìa. Gà thành nó gà mái, nó gà mái. Rồi, này gì đây? Cái này subscribe ở YouTube á. Dám chú Cường lên chú cũng vẽ cái hình YouTube mà. Gà thành á. Nhớ subscribe ở nha. Đăng ký kênh nha cả nhà ha. Cho tụi em nha. Đây hình con thỏ. Con thỏ là tượng trưng cho sức mạnh, sự nhanh nhẹn nha. Nè cái này nhiều con nè, cũng đẹp nè. Đó, dắt. Có trái tim nữa, cái này cũng mười mũi mà phải không? Đó, mười mũi á là mũi vẽ đẹp quá ta. Một người đây, giàu dạc tình cảm. Đâu có sống sống đâu đi cho bà coi kìa. Đâu, sống sống giới thiệu của sống sống đâu. Qua sống nhiều chuyện như vậy. Nói cho bà nghe đây, con vẽ cái gì? Con vẽ con thỏ, đưa cho bà coi con thỏ của con đi. Trời con thỏ đẹp quá. Nè, buông ra, buông ra, buông ra chị. Đây, bà nè, sống sống nó vẽ con thỏ nó. Con màu vậy chứ, con màu. Biết vẽ cỏ nữa không, cỏ nè. Rồi, mặt trời, mây gì đó, đứng lung tung luôn. Rồi, bà nó vẽ đến đâu rồi? Em con vẽ hai cái tim, cái tuổi này tối là cái tim hoài. Tim của anh nào vậy? Xong rồi YouTube thôi. Xong rồi của YouTube đó. Tim của YouTube hả? Kêu đại gia đình thả tim đó, thả tim nhiều vô. Thả tim nhiều vô cho gia đình tụi em. Trời ơi, một ngày lễ phục sinh vui vẻ ha. Bà sắm sắm à, bà đi lụm vô, bỏ mấy cái trứng vô vỏ của bà, không bỏ trứng vô vỏ của người ta. Rồi. Đó, giờ là hôm nay là ngày thứ ba rồi, ngày mai là bắt đầu đi làm đi học hết rồi cả nhà ơi. Hôm nay là ngày cuối cùng dành cho mấy bạn nhỏ đó. Nhà tôi coi lên đây ngồi nè. Coi thành quả của mình nè. Đó, trứng. Đó, lễ phục sinh thì có cái gì? Có con gà nè, con thỏ nè, trái tim nè. Đó, tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho sự nhanh nhẹn nè, thông minh giống như chú thỏ nè. Trứng gà tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở nè.
Còn này là nút subscribe nha mọi người, tượng trưng cho camera man nè. Ý nó mọi người chưa đăng ký thì nhớ đăng ký nha, nhắc nhẹ mọi người nha. Đăng ký ủng hộ. Đăng ký ủng hộ cho kênh của tụi em. Rồi thôi, cuối clip rồi. Thanh Kiều mọi người đã xem các video trong lễ phục sinh của nhà em nha. Thanh Kiều mọi người nhiều. Chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, nhất là nhiều sức khỏe nha mọi người, để cùng đồng hành với kênh của tụi em. Rồi, Happy Easter luôn cả nhà nha. Happy Easter, Happy chuẩn bị Easter. Mùa hè rồi, mùa hè rồi sẽ có sẽ có nhiều video đi du lịch ha cả nhà ha. Dạ, 2 tuần nữa là đến lễ gì 30 tháng 4 là giải phóng miền Nam là của Việt Nam của mình. Còn 1 tháng 5 là lễ lao động quốc tế nha mọi người. Hãy chờ xem. Nhưng mà lễ 30 tháng 4 của Việt Nam là ở Thụy Điển cũng quan trọng nha. Đó là ngày sinh nhật của ông vua đó. Cũng là lớn lắm đó nha. Người ta đốt lửa nữa đó. Đó, người ta thường đốt lửa chạy á mọi người. Đốt lửa với đón mùa xuân. Dạ, đón mùa xuân đến rồi. Rồi, bye bye cả nhà.